Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Linh Xe Cấp. Một cây cốt đùm dành cho anh em gắn xe, rất là đẹp nha các bạn. Rồi. Cây cốt đùm này dành cho anh em gắn xe 8186 Custom DD, xài chung hết nha các bạn. Rồi. Đầu ốc nè. Đó. Đầu ốc rất là đẹp nha các bạn. Đó, ốc rất là đẹp nè. Còn mới chát luôn, tán đùm hơi chát. Này xin tháo xe nha, sử dụng chung cho tất cả các đời, trừ xe từ đời 2000 trở đi. Đùm to là cây cốt trước nó to thôi các bạn, còn đùm sau, còn xe bình thường là cây cốt trước đùm nhỏ nha, nhỏ và ngắn nè. Anh em nhìn cây đùm nhỏ nè, cây cốt trước nè, nó nhỏ hơn cây cốt sau. Còn xe đời cao thì cây cốt trước nó bằng cây cốt sau các bạn. Từ đời 2000 trở đi đùm to các bạn. Đây, một cặp rất là đẹp nha. Cây cốt trước nó còn ống ánh 7 màu luôn. Giá đẹp cho anh em mùa Covid luôn nè. Đó, có đầy đủ bát tân xây với cốt đùm. Anh em nào muốn lấy cốt không khỏi lấy bát tân xây cũng được. Hoặc là mua lẻ, mình bán lẻ luôn. Mua bát tân xây riêng, hoặc là cây cốt riêng, hoặc là cục canh riêng gì. Bán hết luôn nha các bạn. Covid nghèo quá rồi, cái gì cũng bán các bạn. Có tiền là bán nha bạn. Rồi anh em nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp số điện thoại giúp mình nha, hoặc nhắn tin trong Zalo mình sẽ báo giá và nhà nhắn địa chỉ cửa hàng. Nhắn em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản là bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.